Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18 tháng 11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa về đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Trên biển từ ngày 18 tháng 11, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh, nên từ ngày 18 đến 19 tháng 11, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cũng trong ngày 18 tháng 11, vào khoảng 1 giờ, vị trí tâm siêu bão Manji ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 13, 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20 km/h và suy yếu dần. 48 giờ tiếp theo, vị trí tâm siêu bão Manji ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông. Trên khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 11, giật trên cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 25 km/h và tiếp tục suy yếu. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!